Supersướng.vn có những cơ hội quay quà tặng trúng 10.000 con huy, và đặc biệt rằng các bạn sẽ có quay vòng trúng skin SSS, và đặc biệt rằng các bạn sẽ được x200% khi các bạn nạp thẻ vào, và nick được giảm giá 50%. Còn chần chờ gì nữa và không vào Supersướng.vn để mua sắm nào. Chào và chào mừng các bạn đã quay lại với channel của chúng ta. Và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một clip về biểu tượng Zuka. Zuka thì mình định nói ở trong cái mùa trước rồi, bởi vì Zuka xuất hiện ở vị trí đi rừng nó rất là mạnh. Nhưng ở cái mùa mới này thì mình sẽ làm Zuka và để cho các bạn hiểu biết hơn về biểu tượng Zuka đi rừng này nó khỏe đến cỡ nào. Đây, chưa ba quá. Ôi, thôi đập đánh thương. Đấy. Thì như các bạn đã biết là Zuka nó xuất hiện rất nhiều trong cái đấu trường danh vọng, và là khi những cái vị tướng xuất hiện trong đấu trường danh vọng thì nó rất là mạnh và rất hiệu quả ở trong đấu ranh các bạn nhé. Và clip Zuka này mình đã để bằng ngọc phù hiệu và trang bị ở cái phần đầu clip, mình sẽ không giải thích nói quá cả để làm gì cả. Nhưng tất cả là cái mạnh nhất của Zuka ở meta mùa hiện tại này. Còn clip này thì mình sẽ nói đến tất cả các bạn về cách chơi và cách đi gánh về biểu tượng Zuka này. Zuka thì cái bộ combo của nó thì sẽ có hai chiêu khống chế cứng các bạn biết rồi. Nhưng nếu các bạn combo Zuka đi top ấy, đi lên top kết hợp với tốc biến thì cái đó thì mình không nói. Nhưng làm thế nào để combo Zuka mà để đi rừng khi không có kết hợp tốc biến để mà tạo một cái đột biến thì như thế nào cho hiệu quả? Thì cách combo của Zuka thì mình chỉ nhấn mạnh các bạn, đó chính là chúng ta dùng chiêu 2 lướt lên tiếp cận và kích hoạt luôn chiêu 3. Và kích hoạt chiêu 1 nôm na rằng 2, 3, 1. Đấy là cái cách combo Zuka hiệu quả nhất khi tất cả các bạn đi rừng. Đây, mình sẽ giao tranh con rồng tạm các bạn nhá. Ôi, thằng díu ở đây, xúc nó luôn. Đấy. Chiêu 2, khi mình lướt lên, khi mỗi đòn đánh của Zuka thì các bạn đều biết rồi, cứ mỗi đòn đánh thì các bạn sẽ đánh thương một cái để kích hoạt cái nội tải của chiêu thức đấy. Nếu mà các bạn mà cứ dùng chiêu 2 rồi chiêu 3 luôn thì các bạn sẽ bị mất một cái lượt đám và mất thêm một cái lượt chóa. Cho nên khi Zuka combo chiêu thức thì các bạn sẽ đánh thương một cái. Đây, chẳng hạn chiêu 2 này, đánh thương từ rồi đấy, xúc thằng này luôn. Ôi dồi, thằng này còn nội tải. Ôi dồi, đánh thằng này để cái nào cho chết. Thôi, bỏ thằng này. Rồi, thằng Violet này, chiêu 1. Rồi, ok, ngon lành. Hiện tại KDA mình rất đẹp, 3-0-0 các bạn nhé. Không có cái mảng hỗ trợ nào hết. Này dư toàn kẽ hết các bạn. Rồi. Thực ra thì mình sẽ cầm cái má tính cho Zuka, nhưng mà cái má tính này chỉ phù hợp chơi ra đầu game thôi. Mà má tính thì cái hiệu quả nó như thế nào các bạn biết rồi. Các bạn sẽ dùng chiêu 1, chiêu 2 trước. Sau đó các bạn sẽ dùng chiêu 3 thì chiêu 1, chiêu 2 sẽ giảm thời gian hồi chiếu rất nhiều. Đặc biệt khi Zuka đi rừng nó quan trọng nhất là cái gì? Con búa xanh các bạn nhá. Cái này không nhường được. Con búa xanh nó không nhường được nhá. Tại vì sao nhiều người có một cái thói có một cái kiểu chơi rất là hay. Đó chính là thằng Zuka cần gì vì mana đâu mà cần búa xanh làm gì. Các bạn biết cần búa xanh làm gì không? Một cái rất là quan trọng, đó chính là hồi chiếu các bạn nhé. Thời gian hồi chiếu Zuka nó rất quan trọng với cái thời gian hồi chiếu. Bởi vì khi có con búa xanh ấy thì cái thời gian hồi chiếu của chiếu 1, chiếu 2 hoặc bộ combo của nó được hồi nhanh hơn. Và các bạn sẽ được thi triển combo thật kiểu là mượt mà hơn. Còn nếu các bạn không có búa xanh thì nói chung là cái combo chiêu thức của nó dùng một combo xong các bạn đi về luôn. Các bạn đừng có hy vọng nó sẽ được dùng combo tiếp các bạn ạ. Đấy. Như bạn thấy thì khi mình có búa xanh thì cái giọng mình hơi khàn, anh em thông cảm một chút. Khi có búa xanh thôi thì các bạn thấy combo mình hồi liên tồi luôn, hồi liên tục đấy, cho nên chơi rất là phế các bạn nhá. Cho nên các bạn hãy bỏ đi cái định kiến rằng những vị tướng không có mana đi rừng thì không được ăn búa xanh nhá. Các bạn hãy bỏ đi cái định kiến này đi. Mà lần sau các bạn đi mid thì các bạn phải để cho thằng rừng. Chẳng hạn như ví dụ late game ấy, thì được, late game thằng mid thì nó ăn búa xanh thì ok, mình đồng tình. Nhưng ra đầu game búa xanh với Zuka rất là quan trọng. Rồi, trong cái thế trận này thì mình kết hợp farm là chủ yếu và đi gánh của những cái đường. Chẳng hạn như mình farm xong cái phá này thì mình sẽ kết hợp nhìn trên bản đồ để mình đi gánh. Đấy, chẳng hạn cái phá này đây, tại đây thằng mid này. Thôi, cái phá này farm có thằng Rio mà mình định bắt, nhưng thôi. Đấy, tất cả những cái phá đi gánh của mình không theo một cái rén nào nhất định, mà mình sẽ kết hợp bằng nhìn cái bản đồ con các bạn nhé. Cái kỹ năng nhìn bản đồ con thì ở cái giai đoạn này thì các bạn biết rồi. À, biết rồi, anh ơi, nhìn bản đồ con như nào nữa thì mình không thể nào là hướng dẫn được anh em ạ. Đấy, tất cả những phá đi gánh của mình đều trên bản đồ con. Và khi trên bản đồ con không thấy một cái dấu hiệu nào có dấu hiệu đánh nhau hoặc phản gánh ấy, thì mình sẽ tập trung, đó chính là đi phá.
farm là quan trọng nhất, là cái tất yếu nhất của cái game này. Đây rồi, đánh nhau rồi, có đánh nhau rồi. Rồi, hay có gia ta đây, chiêu 3 luôn, ngon lành cái đào. Đấy, còn chiêu 2 nữa các bạn. Rất ngon. Thì hầu như 4 mạng vừa qua thì mình chỉ làm những cái combo gọi là ăn mạng, nói chung là rất đơn giản thôi. Nhưng để mà làm thế nào để cho các bạn hiểu về cái bộ combo kiểu zone của Zuka ấy, thì mình sẽ cố gắng từ từ một chút để mình có thể là ăn cái trụ này, mình sẽ đi bắt lẻ và sẽ zone cho các bạn một combo. Khi Zuka có một cái lượng đô đủ một combo rồi thì các bạn đừng có chơi Zuka theo kiểu ma tính nữa, là dùng chiêu 1, chiêu 2 nữa, mà các bạn hãy dùng luôn cái combo chuẩn của nó, chiêu 2 lướt lên gây choáng và chiêu 3 lướt lên dùng luôn chiêu 3 để gây choáng. Chiêu 2, chiêu 3 ấy, là cái mục đích của nó là giữ chân đối phương lại để chúng ta nền cái chiêu 1 thật đau các bạn nhé. Đấy, chiêu 1 của Zuka được nền 2 lần và đó cũng là một cái sát thương chính của nó. Mặc dù thì sát thương to nhất đó chính đến từ chiêu 3, nhưng sát thương chiêu 1 thì nó dồn để kết liễu đối phương các bạn nhé. Đấy, nôm na đang dùng chiêu 2 xong các bạn đánh thương một cái, dùng ngay luôn chiêu 3 và tiền đánh thương và dùng chiêu 1. Đấy, cái pha này nó chết rồi đấy các bạn ạ. Đấy, cái băng sướng thì mình bấm cho ấy thôi, thói quen. Còn cái phản xạ tự nhiên các bạn ạ, mặc dù cái phá này thì mình không chết được. Đấy, rồi, khi ăn xong thì mình sẽ tập trung farm thôi. Cái lối chơi này của mình thì muốn gửi gắm cho tất cả các bạn là một cái lối chơi rất là chắc chắn. Chắc chắn ở đấy là nói chung là những cái phá mình đi gánh kiểu cảm giác như nó không mạo hiểm là cái thứ nhất. Cái thứ hai, mình hầu như dành toàn bộ thời gian của mình để đi farm đường những con lính của đồng đội bỏ, và đặc biệt là mình triệt, nói chung là mình farm bà cháy ở trong cái khu rừng này của mình luôn các bạn nhé. Đấy, hôm nay thì mình hơi mệt một chút cho nên là cái giọng nói của mình nó kiểu không lưu loát đấy, mong các bạn thông cảm một chút. Rồi, thằng điêu ma này phá này không được rồi, mình vẫn cứ nấp bụi ở trong những ở cái meta hiện tại thì có rất nhiều cái bụi hơn, thì sát thủ nó sẽ kiểu ngon kiểu rất là phù hợp chơi kiểu nấp bụi các bạn, nó rất là mạnh luôn, mạnh hơn bởi vì là có những cái bụi những người này này đấy, có những cái mùi nó rất là tuyệt vời. Đấy, vừa rồi thì mình dùng combo 2 3 1 các bạn nhé. Các bạn hãy nhớ cách combo của Zuka bây giờ với late game nhé. 2 3 1 thì mục tiêu của Zuka là như thế nào ạ? Cũng giống như tất cả các vị tướng khác thôi, đó là loại ở phiên bản này chúng ta làm thế nào để loại bỏ một vị tướng bất kỳ của đối phương ra khỏi giao tranh càng sớm thì càng tốt. Thì chúng ta sẽ ưu tiên những vị tướng máu ít này, hoặc chọn những vị tướng mà mình combo một phát chết luôn. Thì đó là hai cái mục tiêu mà mình sẽ ưu tiên chọn nó vào để chúng ta đánh, chứ không nhất thiết là phải ké thằng AD, không nhất thiết phải ké thằng pháp sư làm gì cả, mà chúng ta phải ưu tiên loại bỏ thằng nào bất kỳ trong team địch ra khỏi giao tranh thì chúng ta sẽ ấy. Chẳng hạn như team địch ví dụ như 5 thằng nhé. Đấy, chẳng hạn phan này đẹp, thằng này chết rồi. Chẳng hạn team địch 5 thằng mà không thằng nào thấp máu cả, à thì chúng ta sẽ ưu tiên thằng nào một combo chết, như thằng Rat, như Violet hoặc thằng Rioma. Đấy, còn ví dụ trong team 5 thằng mà ví dụ cho cả cái thằng CP của nó đi, thằng CP của nó mà thấp máu mà mình loại bỏ nhanh nhất thì mình sẽ zone thằng CP. Đấy, còn không thì mình sẽ chọn những cái mục tiêu là kiểu một combo giết chết nhanh nhất thì mình sẽ chọn. Đấy, đấy là cách chọn mục tiêu. Đây thằng Rioma băng sướng à, chạy đi đâu. Rồi, ok. Máy qua. Đây, dồn luôn thằng CP. Ui, lại còn nổi tải anh em ơi. Thôi. Tẻ đi, cái thằng CP này. Đấy, các bạn thấy chưa? Nói chung là chỉ có duy nhất cái thằng này thôi. Thằng này là nó có cái nổi tải rất là khó chịu. Thôi, bỏ qua không sao. Tao hết máu lui về. Đấy, cho nên là cách chọn mục tiêu rất là quan trọng khi tất cả các bạn chơi bất kể một cái vị tướng nào đi chăng nữa. Nếu các bạn mà đang còn mông lung về cái cách chọn mục tiêu hoặc là không biết cách chọn mục tiêu thì các bạn rất là khó để các bạn chơi tốt những vị tướng sát thủ ở phiên bản meta này. Đấy, meta này là cái meta nói chung là đông đổi ai cũng chơi tốt rồi, nó kiểu thiên về cái hướng giao tranh tổng là phần nhiều. Nó sẽ không còn bắt lẻ thì những cái rank đầu mùa này những cái trận đấu đầu mùa này thì nó kiểu bị xáo trộn một phần về cái rank. Ví dụ trong một trận đấu thì ví dụ như là nó phân chia không đồng đều về cái trình cá nhân, cho nên về cái việc chúng ta tận dụng cái bắt lẻ ở giai đoạn giữa và late game thì rất là easy, không nói tới. Nhưng ví dụ trong những cái trận đấu mà ra diễn tướng mà thích đấu ấy, thì cái cách chọn mục tiêu nó rất là quan trọng các bạn nhé. Ôi, gần chết cái pha này anh em ạ. Máy qua anh em ơi. Máy gần chết cái pha này. Chim cút. Rồi, mình bê về phát các bạn nhé. Rồi, thì mình nói tiếp ở đây là cái phút thứ 10 rồi. Đây là cái giai đoạn mạnh nhất của Zuka rồi. Mình đã có 2 build, nói chung là cái build cái nánh. Mình đã có 3 build đồ công rồi, thì bây giờ chỉ cần nhảy vào thằng Rat
nhảy vào Violet, nhảy vào Lioma trong 3 thằng đấy thì mình nhảy vào thằng nào mình chết. Vậy thì mình sẽ chọn mục tiêu như nào các bạn nhé? Tùy thuộc vào cái trận đấu thôi. À tại vì sao mình lại không nhảy thằng Zeal? Bởi vì thằng Zeal nhiều khi gặp thằng Zeal hay ấy, nó có thể quấn mình chết ngược lại luôn. Cho nên mình sẽ không chọn, chọn thằng Zeal là một cái gọi là 50-50, cho nên mình không chọn. Còn bây giờ mình chỉ nhảy vào thằng Lioma này. À từ phát này, nhảy thằng này luôn. Rồi, quấn đấy các bạn thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Đó là nó đang bị động đó các bạn nhá, đang bị động chưa trúng chiếu gì mà nó quấn mình gần chết rồi đấy. Đấy, rất là nguy hiểm các bạn nhá. Vừa nói xong. Đấy. Cho nên là mục tiêu là rat này, dồn một con bó này. Rồi Violet này, rồi Lioma, ba thằng đấy thôi. Còn thằng Zeal thì chờ nó hết chiêu thức hoặc là đông đông thì mình dồn. Còn nói chung để mà đánh solo kill thì thằng Zeal rất là nguy hiểm các bạn nhá. Lioma thì nói chung tầm giai đoạn này thì Lioma không bao giờ ăn được thằng Zuka luôn, bất kể như nào luôn các bạn nhá. Đấy. Rồi để có bây giờ có mắt lết game nha. Mình thấy thằng rat đang bị cô lập ở phía dưới. Đừng đánh CP. Mình thấy thằng rat nó đang cô lập phía dưới này. Đây, mình sẽ chú ý thằng rat nha. Các bạn nhìn đây, thằng rat đây rồi. Đây. Đây, mình sẽ dùng chiêu 2 và kết hợp chiêu 3 này. Chiêu 2. Rồi, đánh chiêu 3. Đấy là cách combo gọi là combo trận phái của thằng Zuka các bạn nhé. Các bạn hãy nhớ cách combo đấy. Khi về lết game hoặc là đủ đô thì các bạn sẽ dùng cái combo đấy. Đây, tiếp tục chiêu 2. Chiêu 2 lướt lên chiêu 3 này, thằng Violet này. Đấy, các bạn thấy cái combo chưa? Đấy, thì clip này thì mình chỉ muốn gửi gắm đến cho tất cả các bạn những cái thông điệp nó, khi các bạn cầm Zuka hoặc bất kỳ những cái vị tướng nào đi rừng ấy, thì cái việc cái con bùa xanh giúp cho Zuka có thời gian đối chiếu rất quan trọng. Cho nên những bạn nào đi mid đừng có nghỉ đây là vị tướng không mana mà các bạn kết con bùa xanh ở đâu game. Đấy, cho nên thứ nhất là các bạn thay đổi về quan điểm. Thứ hai là mình muốn gửi gắm cho các bạn cách combo trận phái của Zuka. Và quan trọng nhất đó chính là bảng ngọc, build và phù hiệu của Zuka mùa này để cho tất cả các bạn tham khảo. Còn mình nghỉ clip thì đến đây làm kết thúc rồi và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở clip sau. Và chờ mình khỏe lại một chút thì mình sẽ chạy máy hơn cho tất cả các bạn ở những clip sau nhá. Clip sau sẽ là một clip Nakroth lên đô semi, là một cái kiểu đô rất là mạnh ở trong mùa mới này. Thì xong clip này thì mình sẽ đăng clip Nakroth sau và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở clip Na nhá. Mà tất cả bạn ấy mà yêu, bye bye.